Ở dưới này đi lên ha. Bãi cóc lên nè. Ở đây là dưới cái bãi Beach Bar. Chỗ này gọi là nhà chòi để mượn các dụng cụ đồ chơi. Có kayak nè. Có áo phao nè. Ở đây có sân banh nè. Sân bóng chuyền nữa nè. Giờ mình bắt đầu đi lên ha. Đi con ơi. Mọc nè. Đây, mình bắt đầu đi lên hẻm. Giống như đi dọc dọc vào rừng đó. So we have a 5 bayou villa. We have a total 43 rooms. 5 bayou villa, okay? The bayou villa there is a one double bed and two single bed. For maximum like 12 years old. Okay? If you stay one more adult, we charge more. Okay? So now we start to go there. Giờ mình đi lên, đang đi lên giống như đi lên rừng vậy đó ha. Khám phá rừng rú nè. Rồi nghe tiếng ve kêu nè. Ê, vậy đó. Đây. Villa 1. Okay. Bây giờ mình sẽ quay các bạn ở bên ngoài thôi ha, coi cái độ lớn ở bên này như thế nào thôi. Vì lý do là đang dịch cho nên là tất cả các phòng đóng cửa ở đây cho nên mình sẽ không có quay bên trong được. Đúng ghê là. Đây, có 2 tầng ha. Đây. Đây phòng của mẹ đi, mẹ vô nghỉ mệt lắm rồi.
không có. Đó, nghe tiếng ve kêu không? Đi vào rừng thì nghe được tiếng ve kêu rồi đó. Ờ. Ồ, kêu quá thì kêu rồi. Rồi. Đó, bên này nhìn qua ha. Ok, this is the Bayview Villa with two floors. So if you want to sleep upstairs, okay? But if you want to sleep downstairs for all, it's okay. But when you book the room, you just inform for us the age and the version, so we can prepare the bed for you. Khi nào mấy bạn đặt phòng, mấy bạn nhớ là nếu mà muốn đặt cái Bayview Villa này thì nhớ phải nói cái độ tuổi ha, và số lượng người để bên mình chuẩn bị cái giường ở bên dưới hoặc là ở bên trên cho mấy các bạn ha. Rồi, nghe tiếng ve kêu ha. Đây, đi xuống hả? Rồi, mình đi xuống. Cái đường trời mưa nó hơi bị rồng. Đây đây. Do trời mưa nó hơi bị trơn trượt thiếp. Nó mới cùng. Rồi, cái đây là 5 villa thì cấu trúc nó giống nhau ha. Thì mình chỉ quay một cái được cái con đường đi thôi. Cái villa thì ở bên ngoài nó giống nhau. Bên ngoài và bên trong luôn ha các bạn ha. Đó, cái con đường đi ra nè. Hồi nãy là ở villa 1 ha. That's the Bayview Villa 1. And now we come to the Bayview Villa 2 at 3, 4 and 5. Và số 3 và số 4 và số 5 y chang như vậy luôn ha các bạn ha. Everything is the same. Actually in the room. Giống như mình đang vào rừng đấy. Nếu ai mà thích rừng thì mình sẽ đi cái đường này. Ở cái phòng này. Nếu mấy bạn mà ngại ở lên cao, đi lên cao thì mấy bạn cứ chọn phòng, khi đặt phòng nó chọn phòng ở bên dưới đó. Thì chọn gọi là cái phòng gia đình ở bên dưới. Bên mình có hai phòng như vậy. Dành cho hai người lớn và hai bé thì chút nữa mình sẽ quay. Rồi. Đây là villa 4 ha, bên kia là villa 5. Con ơi quay xuống đây đi. Rồi, cái đây một lối đi xuống thẳng bờ biển nè. Bãi biển. Hồi nãy mình đi cái lối kia. Ở bên kia có một lối, dưới này có một lối. Nhưng mà hai lối nó cùng dẫn ra biển ha. So this is the second way to the beach. Anh ấy cũng rất là thích làm YouTube giống mẹ. Cho nên là khi mẹ nói cái gì cũng thích tham gia vào. Rồi bắt đầu mình đi xuống biển lại thì hơi có gió lại nữa kìa. Gì con? À, nó có con cào cào. Coi cho các bạn coi con cào cào ha. Rồi. Cào màu xanh. Đó. Đó. Thôi cho đi rồi, quay con đi coi. Con lá. Con cào xanh lá. Đúng rồi. Thấy cái gì lạ lạ là anh cũng thích. Đi xuống đây bắt đầu lạnh này đó. Đó, mình đang xuống lại cái bờ biển ha. Rồi, mình xuống lại bãi biển rồi. Bây giờ mình sẽ hướng vào cái phòng khác ha.
những chiều nay có sóng và có gió. Đây. Ừ. Và loại phòng tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là loại phòng plantation, nó có tên là plantation. Thì nó có loại là hướng biển và hướng vườn ha. Thì tổng cộng là bên mình có 17 loại phòng như thế này. Đây là những các loại phòng hướng biển. Rồi. Nên là cái bước đi nó ở đây, khác. VO2. Hiện bây giờ bên mình đang có khách trong đó, cho nên là chút nữa mình sẽ qua bên kia. Đấy. Các loại phòng bên mình thì nó không có ngầm cạnh biển ha. Ok. So now we continue with the room. The kind of the room is like a plantation. So we have a plantation sea view and plantation garden view. The total is 17 rooms. There is one double bed only in the room, and if you have one more people, we charge more for one double bed. The maximum you can stay for two adults and one kid under 5 years old. Đây, các loại phòng plantation đây thì trong phòng đó nó chỉ có một cái giường lớn thôi, dành cho hai người lớn, và nếu em bé đi kèm thì có thể ngủ chung, và phải dưới 5 tuổi. Nếu trên 5 tuổi bên mình sẽ có tính phụ thu nếu bé ngủ cùng, hoặc là nếu mà muốn đặt thêm một cái giường phụ thì bên mình sẽ tính phí thêm cái giường phụ ha. Rồi mình sẽ đi thẳng vào quay cho các bạn xem ha. Giờ thì đang đóng cửa. Đấy. Rồi ok, mình còn lại không? That's the for the outside of the plantation. Not inside. Mày khúc này khúc quan trọng nhất nha mấy bạn. Rồi dãy phòng bên này thì có gồm có B02 đến B10. Là bao gồm có 9 phòng nha. 9 rooms on this way. We have another plantations in another side. So this side we have a total only 9 bungalow. Rồi ở trước đây mình có cái ngôi mộ á. Hôm bữa mình ở biển mình có quay cái ngôi mộ cho các bạn xem á. Đó, thì nó nằm ở trước ngôi mộ này. Thì các phòng này mình gọi là hướng vườn. Đi con nhanh đi. Nếu bạn nào mà không thích cái mộ trước đó, thì khi mà mấy bạn đặt phòng mà mấy bạn biết trước đó, thì mấy bạn cứ nói là mình không thích cái chỗ hướng cái mộ. Để bên mình dời phòng cho các bạn ha. Còn nếu đặt ngẫu nhiên thì bên mình sẽ xếp khách vào các loại phòng trống. Đấy, mình đi dọc qua đây. So on the room is not in front of the sea. We far away the sea. You can take around 2 minutes to the beach. Cái nhà cưng chết được luôn á.
Rồi lối này thì mình đi ra biển ha. Lối này là mình đi ra lại bờ biển đây. Rồi mình đi ra thẳng lễ tân. So this way go to the beach. Okay. And then this way we go to the reception and the rock restaurant. And this way go to back to the gate of the Mongol Bay. Thì cái lối này mình đi thẳng lên lên chỗ bãi đậu xe ha. Cái cổng đó. Đó, lối này thì mình đi thẳng ra lễ tân ha. Rồi. Bây giờ mình đi thẳng qua bên này. Bây giờ này là khúc mà có nhiều cái này. Rồi, bên này là bên mình có loại phòng này gọi là Ram Earth Bungalow ha. Thì cái loại Ram Earth Bungalow bên mình sẽ có hai cái phòng nó dính liền với nhau như thế này. Nếu các bạn mà đặt phòng sớm á, mấy bạn biết trước á, mấy bạn thích riêng tư thì mấy bạn có nói là còn bungalow riêng tư. Thì mình sẽ đi thẳng qua bên kia có cái bungalow riêng tư ha. Một bungalow riêng không có dính liền. Và nếu dính liền như thế này thì dành cho giống như gia đình đó, họ thích ở gần với nhau. Thì nó có hai phòng cạnh bên. Và trong mỗi phòng thì nó sẽ có một cái giường lớn, gọi là giường đôi đó. Nhớ là một cái giường đôi của bên mình là 1m6, 2m thôi nha. Chỉ ngủ được hai người lớn và một em bé ngủ chung thôi ha. Nếu mà khách nước ngoài thì họ sẽ thích em bé ngủ riêng thì họ sẽ đặt một cái loại phòng khác gọi là cái phòng Fisherman Bungalow. Chút nữa mình sẽ dẫn các bạn đi qua loại phòng Fisherman Bungalow đó ha. Đây mình đang đi qua đây. Qua chỗ cái cây cổ thụ to thì to đây. Và cái lối này mình đi ra lại lễ tân ha. So this is the Ram Earth Bungalow. We have a total nine the Ram Earth Bungalow. And there is only one double bed inside. Cannot put the extra bed. Phòng này nên nhớ là mọi người chỉ ngủ được hai người lớn và một em bé dưới 5 tuổi thôi nha. Còn nếu mà muốn đặt giường phụ thì đặt cái loại phòng này không được ha. Bởi vì nó quá nhỏ. Phòng này thì bên dãy chỗ này mình gồm có 8 phòng. R01, R02, R03, R04. Đây, R05, R06, R07, R08. Và bên mình còn một cái loại Ram Earth thôi, nó ở R09 thì nó ở cuối cái resort bên mình. Cái đó là nó xây sâu. Đó, mình đang quay cho các bạn xem đó. Mũi, ở đây là rừng cây cho nên có mũi nha các bạn nha. Rồi mình đi nhanh lên cho phòng mũi. Rồi mình chỉ quay ở bên ngoài này ha. Đấy, khu vực chỗ này thì nhìn ra thấy biển hơn xíu. Rồi mình tiếp tục đi. Thì qua bên này là gọi là cái phòng tiếp theo mình muốn giới thiệu cho mọi người, đó là cái phòng gọi là phòng Fisherman Bungalow. Cái tên nó vậy đó. Fisherman có nghĩa là những người là ngư dân đó. Còn phòng Ram Earth tức là cái tường đất nha các bạn nha. So now we continue with the Fisherman Bungalow. Now we have a trees bungalow like that. This you can see. So inside we have one double bed and one single bed. So maximum you can stay for 3 people. Cannot for 4 people. If 4 people you book for the rooms for the family. We have a 2 bungalow for the family. Đây bên ngoài của cái phòng Fisherman Bungalow ha. Bên mình sẽ có 3 cái bungalow như thế này. Rồi, cái đường này mình đi sẽ đi ra biển nè. Đó. Còn sát biển nhất ha. Rồi con ơi, con quay lên đây nè. Đi qua cây cầu này. Rồi, phòng này phòng Fisherman Bungalow.
Bên mình chỉ có 3 phòng fisherman đây thôi ha. Rồi cái loại phòng tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là loại phòng veranda hướng biển. Đây là phòng nhé. Lúc nãy là mình giới thiệu là bungalow và đây là phòng nhé. Phòng này thì họ nằm san sát với nhau, 5 cái loại phòng. Cho nên là khi book khi đặt phòng mà có em bé thì sẽ không được ở cái loại phòng này nhé. Bởi vì sợ làm ồn những khách khác bên cạnh. Đây. We have a 5 veranda room, sea view. Okay? And 4 with a double room and 1 twin bed. Thì tất có 4 cái phòng V01, V02, V04 và V05 là sẽ có một cái giường bên trong, giường đôi. Còn cái V03 thì có 2 cái giường đơn bên trong, giường nhỏ thôi ha. Nếu các bạn đi 2 người muốn ngủ riêng thì các bạn có book là loại phòng veranda twin, tức là phòng 2 giường nhỏ. So we have a total 5 veranda room with the sea view, but four for the double bed and just one room. There's one twin bed inside. And then if the kids cannot stay here. Đây. Ra biển gần ha. Và cái chỗ này cái khu vực gọi là cái spa cũ ha, nhưng mà bây giờ hết rồi, không có sử dụng nữa, bên mình có spa mới rồi. Mình sẽ quay cái spa sau cho các bạn xem ha. So this way go to the spa. Lối này đi lên đền, lên cái spa mới nè. Đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi quay các phòng ở đây. Rồi, cái phòng này gọi là phòng family, là phòng hướng biển đây. Hello. Yeah. How are you today? Good. You? Yeah, good. We just make the video for the room. Yeah. Rồi cái phòng này gọi là phòng cho gia đình thì nó còn gồm có hai ngăn hai bên, thấy không, có cái cửa chính giữa kết nối cái phòng. Thì bên này nó sẽ có hai cái giường nhỏ và bên này nó sẽ có hai cái, có một cái giường dành cho hai người, và bên này có hai giường, là tổng cộng là được 4 người ở ha, và không thể đặt thêm giường phụ ha. This is the family bungalow, so there is the totals. One double bed and two single bed inside. So maximum is for 4 people. Rồi, mình sẽ quay sơ cái biển, cảnh biển cho các bạn. Trước cái phòng family ha. Tiếp theo, mình sẽ đi thẳng qua bên này. Thì bên này sẽ có 3 cái phòng plantation sea view. Thì trong này có khách ở cho nên mình sẽ không có quay được. Thì plantation sea view bên ngoài nó cũng giống như vậy. Và đằng sau đó nó có 5 cái phòng plantation garden view nữa, nằm đằng sau nữa ha. Thật sự nói là hướng vườn, nhưng mà các bạn đi bộ ra một xíu là thấy biển thôi. Với lại có khi là cũng ở trong phòng nhưng mà vẫn thấy biển, tại nó xa hơn cái bờ biển hơn xíu. Đó, mình đi dọc bên ngoài ha. This is called the plantation sea view. And behind that is the plantation garden view. And we have a total 17 the plantation room. Okay. Rồi, có cây dừa, có hàng dừa. With the nice view with the coconut. Rồi. Mình sẽ đi thẳng qua bên này, có một cái ngôi nhà thiệt là lớn luôn, gọi là Reef House Bungalow. Thì trong này nó sẽ có hai cái phòng hai bên, và cái ở chính giữa có cái bếp, nhưng mà bếp này không được sử dụng nha các bạn. Hồi xưa thì đã sử dụng nhưng mà bây giờ không có sử dụng, cho nên có hai phòng hai bên. Nếu mà đi tiện cho gia đình ở phòng biển rộng lớn thì các bạn có thể đặt cái phòng Reef House này. Giá nó hơi đắt hơn xíu. Thì hôm nay mình sẽ không có đề cập tới giá, bởi vì giá của mùa dịch về khác với khi mà hết dịch. Cho nên mình khi nào mà các bạn cần thì liên hệ với bên mình ha, hoặc liên hệ với mình để mình tư vấn thêm về giá cả ha. Nếu các bạn đặt trực tiếp với bên mình thì các bạn, bây giờ nó đang có chương trình là
sẽ giảm 10% cho các bạn đặt trực tiếp với bên mình giá phòng, và được giảm thêm 10% spa và nhà hàng nếu các bạn có sử dụng ha. Đây cũng là một loại phòng mình liệt kê vào là Plantation Sea View ha. Ở bên này cũng có một cái loại phòng hồi xưa cũng là Plantation Sea View, nhưng mà sau này ít sử dụng, không có sử dụng nữa, cho nên là dùng để làm gala satay, gala meditation, tức là cái phòng để ngồi thiền, hoặc là mấy bạn có thể vào đây để mà làm yoga, tập yoga một nơi yên tĩnh ha. Đó, dành cho khách riêng. Mình sẽ quay sơ sơ bên ngoài cho mấy bạn coi ha. Đấy. Rồi, tiếp theo bên mình có một cái bungalow gọi là bungalow dành cho gia đình đây. Chỗ này nó có hai cái tầng. Tầng dưới nó có một cái giường. Và tầng trên có hai cái giường lớn nhỏ. Nếu các bạn thích mộc mạc thì các bạn có thể chọn cái phòng này ha. This is the meditation. Rồi dưới này là bãi biển ha. Rồi mình đi thẳng qua bên này. Đó, bên mình có một cái ram earth ở tầng kia nhỏ nhỏ đó. Đó, nhìn giống như cây nấm dễ thương không? Nhưng mà đi hơi xa cho nên mọi người ngại. Ở ram earth thì gần gần. Và bên kia gọi là reef house ha. So this is called the reef house bungalow. There is two room inside. And the home. What's the kitchen here? With this bungalow with the sea view. Okay, you can see the sea view in front of the room. Rồi, thì tất cả các phòng của bên mình đã quay cho các bạn xem rồi đó. Đều thấy biển nha các bạn nha. Thì hôm nay mình chỉ quay tới đó cho mọi người xem thôi. Thì khi nào cần tư vấn thêm các bạn cứ liên hệ bên mình hoặc là liên hệ với mình ha. Vì mình làm lễ tân và đặt phòng luôn. Okay. So if you want to book for the room, you can please contact with me or contact with us on the website. Okay. But from 10 October, if you go to the flight, you have a like the vaccinations, the second dose, and PCR negative in 72 hours, you can enter to the flight. And if you come here, we pick you up for free. Now we pick you up for free, but in the future, I don't know. Maximum, you stay 2 nights. Từ ngày 10 tháng 10 thì bên mình Phú Quốc đã mở cửa lại chuyến bay nội địa rồi, cho nên là khi mấy bạn có đặt cái máy bay thì họ sẽ yêu cầu các bạn có 2 mũi vaccine và một cái gọi là cái tờ giấy test là PCR trong vòng 7 tiếng là âm tính thì các bạn có thể lên máy bay ha. Thì khi nào mà các bạn đặt 2 đêm thì bên mình sẽ được miễn phí đưa đón đóng sân bay cho các bạn, và bên mình sẽ đưa các bạn về trên đường đi thì sẽ đưa về trung tâm y tế để ký giấy đảm bảo sức khỏe ha. Rồi hôm nay là mình giới thiệu tới bao nhiêu đó thôi nha. Nếu các bạn có còn thông tin gì thêm cứ comment cho mình ha. Nhớ subscribe, like and share for the next video. Nhớ là subscribe, like and share nha mọi người nha. Là đã ủng hộ mình rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người nha. Xin chào.